Xin chào các quý vị khán giả của FPT Play. Quý vị đang theo dõi bản tin bóng đá Việt với những thông tin bóng đá trong nước và khu vực mới nhất. V-League đang bước vào giai đoạn nước rút, mỗi trận đấu đều có ý nghĩa rất lớn với mục tiêu của các đội. Trước tính chất quan trọng của các trận cầu cuối mùa giải, VFF và VPF sẽ chọn ra từ 1 đến 2 trận một vòng, điều hành bởi tổ trọng tài ngoại. Ở vòng 22, trận đấu giữa Sài Gòn FC và Hải Phòng sẽ được các trọng tài Malaysia cầm còi. Theo giới truyền thông, V-League 2022 đã bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt. Công tác trọng tài liên tục gây ra phản ứng cho các đội bóng. Chính vì vậy, khi mà cuộc so tài giữa Sài Gòn FC và Hải Phòng trên sân Thống Nhất được dự đoán là căng thẳng. Lý do một đội tranh trụ hạng và một đội đua vô địch nên VFF và VPF dự kiến sẽ mời tổ trọng tài Malaysia điều khiển trận đấu này. Trên bảng xếp hạng, Hà Nội giữ ngôi đầu bảng với 40 điểm, bám đuổi phía sau với khoảng cách không quá lớn là Hải Phòng 38 điểm, Bình Định 36 điểm, Viettel 33 điểm và Thanh Hóa 27 điểm. Trên lý thuyết, đây là những đội bóng còn nguyên cội tranh ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, câu lạc bộ Sài Gòn đang ở khu vực nhạy cảm. Họ đứng thứ 11 nhưng chỉ hơn đội cuối bảng là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đúng một điểm. Với việc để các trọng tài ngoại làm nhiệm vụ ở hai vòng đấu gần nhất, dưới một điều nhận định, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang có bước chạy đà quan trọng hướng đến việc thuê trọng tài ngoại về lâu về dài làm việc tại V-League. Sau nhiều năm chờ đợi, câu lạc bộ Công an Nhân dân đã giành quyền thăng hạng V-League 2023. Đây được xem là chiến công tuyệt vời của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cùng các học trò. Thành tích càng trở nên ý nghĩa hơn khi họ đã hạ chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé lên hạng, câu lạc bộ Phố Hiến trong vòng đấu áp chót vừa qua. Thắng lợi 2-1 trước câu lạc bộ Phố Hiến ở vòng 21 giải hạng nhất quốc gia đã giúp câu lạc bộ Công an Nhân dân chính thức giành vé lên chơi tại V-League 2023. Ngành công an chính thức có một đội bóng tham dự giải đấu cấp cao nhất của bóng đá Việt Nam, bên cạnh quân đội có câu lạc bộ Viettel. Trận đấu diễn ra đầy kịch tính khi hai đội hòa nhau một đều tới tận phút 90+7, trước khi người Hùng Thanh Sơn lập công giúp Công an Nhân dân có được thắng lợi nghẹt thở 2-1. Với 3 điểm giành được, Công an Nhân dân có được 41 điểm sau 21 vòng, chính thức thăng hạng lên chơi tại V-League 2023 trước một vòng đấu. Giải hạng nhất 2022 sẽ có hai câu lạc bộ đứng đầu giành quyền lên chơi tại V-League. Số lên hạng còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa hai câu lạc bộ Quảng Nam và Khánh Hòa. Mọi thứ sẽ được quyết định ở vòng đấu tiếp theo, vòng đấu thứ 22. Ngay sau khi tiến hành bốc thăm chia bảng World Cup nữ 2023, lịch thi đấu của giải đã được FIFA công bố. Theo đó, ngay từ trận mở màn, đội tuyển nữ Việt Nam đã phải gặp đương kim vô địch Mỹ. Thử thách chắc chắn sẽ là rất lớn, nhưng đây cũng là cơ hội hiếm có để các nữ tuyển thủ có cơ hội chạm trán với đội tuyển nữ xuất sắc nhất thế giới. Thời gian là vẫn còn để đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung có được sự chuẩn bị chu đáo nhất cho sân chơi lớn nhất sự nghiệp. Theo đó, trận đấu mở màn giữa đội đầu chủ nhà New Zealand và đội tuyển Na Uy sẽ khởi tranh lúc 19 giờ theo giờ địa phương tại sân vận động Eden Park, Auckland, New Zealand. Cũng tại sân vận động này, lúc 13 giờ cùng ngày là trận đấu đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam gặp đương kim vô địch đội tuyển Mỹ. Trận đấu tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được tổ chức vào khung giờ 19:30 tại sân vận động Waikato, Hamilton. Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam tại trận đấu này sẽ được xác định bởi kết quả tại bảng A vòng playoff liên lục địa. Trận đấu thứ 3 của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung gặp đội tuyển Hà Lan sẽ diễn ra vào lúc 19:30 tại sân vận động thành phố Dunedin. Để quá trình di chuyển tới New Zealand được thuận lợi, các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cần phải chuẩn bị kỹ các đồ dùng cá nhân, bao gồm quần áo và phụ kiện giữ ấm, do thời tiết tại New Zealand vào tháng 7 và tháng 8 rơi vào mùa đông với nền nhiệt độ khá thấp so với Việt Nam. Đồng thời, các thành viên cần tránh mang các loại hàng hóa và thực phẩm trong danh mục cấm theo quy định của nước chủ nhà. Những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã có sự thăng tiến vượt bậc từ đội tuyển nam, nữ quốc gia, futsal và các đội tuyển trẻ. Để có được thành tích này, không thể không nhắc tới sự đồng hành của các đơn vị tài trợ. Chiều qua, Tập đoàn Thể thao Động lực đã có buổi ký kết tài trợ với VFF và VPF, thể hiện cam kết gắn bó với sự phát triển của bóng đá nước nhà. Chiều 24 tháng 10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Tập đoàn Thể thao Động lực đã tiến hành buổi lễ ký kết hợp tác cùng đồng hành phát triển. Tham dự buổi lễ có sự góp mặt của ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và các lãnh đạo của Bộ, Tổng cục Thể thao, VFF và VPF. Trong giai đoạn tiếp theo, Động lực sẽ tiếp tục hợp tác cùng VFF từ năm 2022 đến năm 2024 và VPF từ năm 2023 đến năm 2025 tại các giải bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp, với giá trị các sản phẩm tài trợ tăng cao so với hợp đồng các năm trước. Theo đó, ngoài giá trị tài trợ bằng tiền mặt, Động lực sẽ cung cấp bóng thi đấu, bóng tập luyện và trang phục làm nhiệm vụ cho trọng tài, giám sát tại hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp, với tổng giá trị tài trợ ước tính gần 90 tỷ đồng. Khép lại bản tin hôm nay sẽ là những thông tin bóng đá trong nước chúng tôi mới cập nhật.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại trong những bản tin bóng đá Việt tiếp theo. Hôm nay 25 tháng 10, đoàn công tác Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã khảo sát các địa điểm liên quan tại Hamilton. Thành phố sẽ diễn ra trận đấu thứ hai gặp đội giành chiến thắng tại bảng A vòng playoff liên lục địa. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ hai tại vòng chung kết FIFA World Cup 2023 tại sân vận động Waikato Hamilton, cách trung tâm thành phố Auckland khoảng 1 tiếng 30 phút di chuyển bằng ô tô. Sân vận động Waikato có sức chứa 25.000 khán giả và được xây dựng với nhiều dấu ấn văn hóa đặc biệt của người Maori bản địa tại New Zealand. Sau đó, đoàn di chuyển tới khách sạn Distinction, nơi lưu trú của đội trong thời gian thi đấu tại thành phố Hamilton. Đánh giá về khách sạn này, huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết, điều kiện tại đây khá tốt, không gian phòng và giường rộng rãi, khuôn viên bên ngoài cũng rất phù hợp để sử dụng cho một số bài tập nhẹ ngoài trời. Chiều cùng ngày, đoàn công tác trở lại thành phố Auckland và tiếp tục khảo sát các lựa chọn cho nơi đóng quân của đội tuyển nữ Việt Nam vào năm 2023. Các cụm sân tập và khách sạn sẽ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam cân nhắc để đảm bảo sự thuận tiện tối đa cho việc tập luyện, sinh hoạt và thi đấu của các cầu thủ trước khi đề xuất với FIFA và ban tổ chức giải đấu. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.